À, bây giờ thầy Thích Minh Tuệ với lại sư môn của mình, tư đệ của mình đang dừng chân ở đây, ở trong một nghĩa trang lịch sử đây mà mình sống. Đây sẽ là lá tục ở đây. Bây giờ Phật tử đang quét dọn ở đây cho thầy. À, mọi người đang hạn chế không cho mọi người vô ở trong đây đông để dừng chân cho thầy. Đông chưa vậy? Đó, bây giờ thầy đang tại đó, tối nay thầy tới ở đây này. Ồ, ở đây có cái cây bưởi đất đây, rất ngon mọi người đó. Bưởi nè đó. Đó, nơi tá túc của thầy ở đây. Rơi nước mắt của mọi người, cái nơi tá túc của thầy ở dưới tán cây sứ nha, kho sứ. Thì thầy sẽ tiếp tục đi nữa. Bên cạnh thầy còn có Phật tử nè, còn có anh em YouTube nè, rất là đông ha. Còn có được lòng Phật tử ủng hộ nữa. Cho nên thầy không có buồn đâu mọi người. Đó coi nè, thầy mà mấy thầy mang theo nước đồ. Buồn lắm mọi người, coi nè. Đây là đây với ông cái đang cái nơi cung điện đó. Cắt ra để cho mấy thầy đi, để cho Phật tử cho cơm chay và đưa nước uống. Nhìn thầy đã đứt ruột luôn. Anh đây đang cho.
Thầy điên tắt qua đi cho nhanh. Đó, bây giờ ở đây thầy mọi người không cho thầy ở đây. Bây giờ mình sẽ bắt kia hả? Hy vọng bên kia ở được nha mọi người. À anh nói chắc hy vọng là dạ hy vọng là cái này là thầy sẽ được ở cho mọi người. Hồi nãy thầy chạy có mấy bạn thầy năm rồi mọi người, thầy sắp năm rồi đó, cuối cùng thầy lại cứu lại mọi người, ngợi quá. Có phú duyên này là thì thôi thì đi được khác. Chị khóc luôn á, chị Đại nãy giờ to tiếng lắm, chị xúc động chị khóc luôn rồi. Tội mọi người, khó khăn thiệt á. Dạ. Đó cái chú gì ơi? Đốt nén. Rồi thành một nén ta. Đốt. Đó đốt nén nha mọi người. Cắt đi mà. Bây giờ là mấy giờ? 18:33. 6 giờ rưỡi đi ha. Đúng rồi, 6:30. 6:30 phút hàng ngày 11 tháng 5. Ừ. Đẹp quá mọi người. 18:30. Đó, cảnh đẹp quá mọi người. 18:30. À, cảnh rất là đẹp mọi người. Đó. À, tối nay Trương Minh Tề sẽ gọi là nghỉ ở đây. Nghỉ ở đây. Đẹp quá bà con ơi. Xếp theo hình cánh cung ha. Ôi anh này cúng dường hoa. Thả rắc nha, thả rắc nha. Nè, thả rắc đi. Đó, phải nói khung hình rất là đẹp nha mọi người. Cúng dường khắp những cánh hoa sen. Đó, đẹp quá mọi người. Hai cái đèn kia mình sao cho nó cong cho nó đẹp nè. Có vài quay đăng phát trực tiếp với ai quay.
đâu có chú anh chị. Thank you.
đau đấy, bình tĩnh, đau khổ cảm giác như cảm giác lạ của như dục dục cũng khổ, khó ấy, cảm cho đấy khổ ấy. Và tâm thì vô thường, tâm thì sớm nắng chiều mưa, tâm thì không có định gì cả, sớm thì nghĩ như thế này, chiều thì nghĩ như thế khác, mai thì phải thay đổi. Thay đổi vấn pháp thì không phải là mình vô ngã, chẳng hạn như là anh nếu mà anh mà có ngã đấy, đó là bảo cái thân này đừng có già nữa, đừng có bệnh nữa, đừng có chết, nhưng mà hắn vẫn không theo ý thì em đừng già gì chết. Ngã là không có người ta, không có người ta đây, không phải theo ý mình nữa, là của người ta, của người khác. Cái thân này chẳng hạn như anh nói cái thân này của anh thì anh nói là đừng già nữa, đừng có chết nữa, đừng có bệnh, nó vẫn bệnh, nó vẫn già, nó vẫn chết, nó không theo ý mình thì nó là vô ngã. Trong sắc trong từ ngã tôi quán là của tôi đấy, về đọc nhiều cái sách dự giới nó mới hiểu mấy cái đấy, thì giờ chưa tôi xin dự giới chưa được mà mình hiểu cái đấy nó khó nói. Cái dự giới năm giới à, gì là phật năm giới, tôi chỉ biết được tám giới. Năm giới thì con làm biết là vẫn phải uống rượu, thì có phải tuyệt đối không uống rượu à? Dạ, vâng. Ồ, thế thì chịu rồi. Bỏ luôn hay là tiếp? Vâng, bỏ luôn nhé. Giờ mình chịu giới mà, không, năm giới mà mình còn... Còn thầy bảo là nếu công việc thì uống không say là nước này mình uống một chút thì vẫn được. Uống rượu thì để gọi là mình ăn cơm là để gọi là no béo. Giờ mình còn uống rượu thì còn vui thích thì được tí. Còn thầy chẳng là vẫn uống trong cho phép uống để ngoài giao công việc. Ờ, đó là thầy đấy giảng, nhưng mà Phật thì không giảng như thế. Phật giảng trong kinh nha, giữ giới không uống rượu là không uống rượu. Phật thầy đấy thì nếu mà mình nghe thầy đấy thì mình chưa uống. Con thì cũng không cấm, con cũng không biết tại vì không đồ hiểu biết đấy. Giữ giới Phật nói là Phật dạy không có uống rượu uống bia mà vẫn cho phép uống thì thầy sai. Không trả lời đi. Về giới chậm chút thôi. Thì là không quan hệ với người đã có vợ thầy. Ờ, giới tà dâm thì đừng có quan hệ với vợ người khác, mình là đàn ông ấy, nhưng phải là gái, nói chung là không phải là vợ mình, bất kỳ những cái người quan hệ trước hôn nhân được không? Trước hôn nhân mình tà dâm, mình tác ý là mong muốn người như thế là có phải tạm giới luật không? Tác ý gì? Mình tác ý là muốn quan hệ với người. Bây giờ mình muốn tác ý chẳng hạn, bây giờ mình muốn tác ý sắc xanh không phàm, không phàm. Bây giờ chẳng hạn như một con chữ chín đó, giờ mình con cá đó mình tác ý mình chín nó không phàm sắc xanh rồi. Mình tác ý ta dâm là phạm tội ta dâm à? Ta dâm rồi, ý dâm rồi, mình khẩm giới. Nhưng mà trừ trường hợp mà chưa vợ chồng á, không được hành dâm. Hành dâm là phạm giới, khi mà vợ chồng á thì theo quy định cái thì được chép ấy. Nét tôi không sao mà, cầm cặp tí cầm tí xíu mới cũng được tà dâm thấy thế. Bỏ khổ con thầy tác ý rồi, con thầy tác ý rồi. Cái đấy thì con cái mình muốn tác ý mình chịu cái ai gì nhé, cái đấy con muốn mình chịu được thì mình hạnh phúc, nhưng mà mình thọt giới thì mình lại chịu ấy. Cái đấy thì Phật dạy như thế, thì còn cái tư mà tác ý thì cái đấy thì con cũng không biết đâu. Tại vì con cũng nói là giới tà dâm là nó như thế, mà anh thì nói là mình tác ý ấy. Dùng không sao thì cái đấy con cũng không biết được. Con thấy dạng là chỉ cần không cần quan hệ với vợ người là được. Mà có người dạng là được, ngay cả trong suy nghĩ cũng được làm chuyện đó. À, đó là ý dâm. Nhưng mà mình đừng có nghe, nghe. Thôi ra khi nghe chúng. Còn còn bảo không uống rượu thì đừng có uống. Bây giờ mình đang cần muốn uống ly vài ly thì thôi để nói đi đó, giữ giới. Công việc này, công việc cuộc sống này. Công việc cuộc sống này, ngoài giao công việc cuộc sống này. Làm gì khi đó mình giờ hiểu biết như thế thì mình phải chịu khi nghiệp uống rượu ấy. Ôi chứ giờ khi mà mình uống rượu, mình bị đọa đi cục rồi xuống cục tốt hỏi nó do ông uống rượu với phạm trong đây do tôi công việc tha cho tôi không? Nói với thầy địa ngục ấy, đó là giờ do công việc tôi mới uống rượu, giờ ông phải tha cho tôi về chứ đáng nhẹ tôi không uống. Nhưng mà vì công việc tôi uống rồi ông phải thả cho tôi, đừng có nhốt tôi địa ngục. Chẳng hạn như giờ mình công an bắt vào tù rồi, ăn trộm ấy, ăn cắp, bây giờ kêu nói với công an đấy do tôi nghèo khổ quá tôi đi ăn trộm.
thôi, chứ rồi nó bắt hay rồi kêu thả, nó thả không? Đúng không? Vì công việc, vì cái đấy là mình phạm, mình phạm pháp, mình phạm giới thì mình phải chịu cái nghiệp đấy. Chứ giờ mình nói là, chẳng hạn như giờ vì cha mẹ hay là vì ai đó mình trộm cắp, thì khi mình dọa đi cùng mình nói là vì cha mẹ tôi ăn trộm cắp thì tha cho tôi, đâu có, không có gì đó. Ai gì đâu, cảm ơn. Đấy là sao? Đấy là sao? Thầy có nói là tu theo bát chánh đạo đúng không ạ? Vâng. Thì tu theo giới định tuệ bát chánh đạo đấy. Tu theo bát chánh đạo thì cốt lõi nó nằm ở đâu đây? Cốt lõi ở giới. Cốt lõi nằm ở giới. Giới định tuệ, cốt lõi thì ở tuệ. Nhưng mà ba cái đó nó gắn chặt với nhau cả, đúng không? Dạ. Giới thì giới rồi. Chữ giới này tu thiền thì có tuệ. Nhớ giờ mà mình vẫn rất sai, mình vẫn trộm cắp, mình làm ăn mà đòi lót tiền, mình có trí tuệ thì cái đấy không có. Cái đấy không có khả năng xảy ra. Thì thay vì mình có giá là không cần phải cố gắng thiên định. Tại vì thiên định là trước thời định phân. Thì các thay đó là tu về thiên định đó không? Mà thay thì phân là tu về thiên quá. Thiên là thiên quá. Cái đấy ở đời mà kia nó là không có tinh tấn. Thế thì Phật đấy không nhảy tinh tấn, tinh cần nữa. Thiên định khác với thiên quán này. Thiên định với thiên quán đấy. Nhưng mà tất cả thiền là đều thiên định với thiên quán cùng mục đích là định cả. Thiên quán cùng định. Thiên định. Các thầy giảng là thiên định là giống như là khác với thiên quán này. Thiên quán là của Đức Phật là quán hơn. Con thiên định là kiểu như là khác này ạ. Tí vào cần này cho là khác không? Thì nó là khác, nhưng mà cũng nói là cũng khác không được và không khác không được. Chẳng hạn như giờ thiền định kia một cái cùng đến trí tuệ, thiền quán cùng đến trí tuệ, hai con đường giờ mình nói khác nữa. Rồi nó cùng đến một, chẳng hạn như giờ mình nói là một con đường đi từ đây đến Vinh, đúng không? Nó là con đường khác đó, nhưng mà kết quả nó đều đến Vinh cả. Bây giờ mở một cái đường tránh, đúng là đường khác đấy, nhưng mà rồi nó cùng về Vinh. Thì mình thấy là thì nó cũng đâu có khác gì đâu, đúng không? Hai con đường đều đi cùng là, đó là đường tôi đi đường khác, đường này đường tránh, đường này đường ấy, nhưng mà đều có định đem giới, đem định thiền mà an lạc trí tuệ. Thì như Vinh là trí tuệ thì nó cũng về đó cả, dù mình có đi đường khác nó cũng về đó. Nhưng mà ý niệm của mình khởi nó khác thì mình cho là nó là khác. Và mình không nghĩ là nó khác thì không cho là khác. Tùy mình nghĩ, từ cái trí tuệ mình hiểu ấy. Ở mấy cái đấy thì mình không nên lý luận cái đấy. Mình lý luận đấy. Phòng thủ mình nghe được việc mình được giới. Mình tu hành cho mình thôi. Mấy cái tình quán đó chẳng hạn như chưa quán được. Chưa có giới, giờ mình đang đi tài cho mình rồi. Mình quán thì cái định cũng có. Mình đi tuần đây. Mà giờ mình bỏ cái đó được cái đá. Bỏ giới tài chấp, không có sắc xanh, không có trộm cắp, không có nơi giáo. Đặt giới cái đá. Mà muốn chịu được một cái đó thì phải dùng định quán cái đá. Đúng không? Định quán nhập dục là đau khổ. Giống kia hướng bệnh hoạn. Thì kiên quyết cả thiên trị và thiên trị trên đông đấy. Nếu không thiên trị là được có hành trình nhiều đó nữa. Thì cũng đánh xa ra phòng hộ. Thì đó quán cả trị cả quán trong đấy. Thì đó rồi thì nhiều giới nữa. Thì nó mới đem đến thiên trị. Thiên trị phải có tuệ đấy. Mình phải kiên trì mình nhiều giới nhé. Giờ mình không có giới mà mình đã thiên trị. Mình có thiên trị thì nó khó đâu. Nhưng con nghe thầy giảng là có các Phật nó có tất cả các vị Phật, Phật Thích Sư và Phật A Di Đà. Nhưng mà trong thương phái của Tam Tông ấy, họ chỉ có công nhận Đức Phật Thích Ca thôi. Còn như các Đức Phật đó là họ nói là kinh điển, đó là kinh điển Phật Việt. Kinh điển Đại Thừa là kinh điển 6 người 6 này viết. Hiện tại thì Đức Thế Tôn nói trong kinh Nikaya về nói về quá khứ, kinh quá khứ, kinh vị lai. Đức Thế Tôn nói Phật ở trong quá khứ nhiều như cát trong ngàn. Mà nói mấy cái vị Phật sau này là do người
người viết, không phải do Đức Thế Tôn nói viết, mà do người viết kinh điển, người khác họ viết kinh điển đại thừa đó, theo con tìm hiểu là như thế. Kinh Nikaya thế, thế thì nếu mà mình hiểu như thế thì mình không tin thì mình không lý luận cái đấy. Cái nào mình không tin thì mình không nói. Nói rồi thì cái kinh điển mà mình không hiểu được, không biết thì mình bỏ đó. Mình nói rồi đâm ra là lý luận về cãi nhau, nói là cái này có, cái kia không có đấy. Rồi mình chưa có tâm minh đấy. Mình nói là người ai đấy dám chắc người khác biết. Có không? Được kiến tuệ nói có không? Nhưng mà chẳng hạn như giờ nếu mà chỉ có trên đời một Phật Thích Ca, không có Phật quá khứ, không có Phật vị lai thì như mọi người đi tu làm gì? Phật đã nói là ta là Phật đã thành, các ngươi sau này Phật sẽ thành. Nói câu đó thì không có Phật tương lai thì tu làm gì đâu. À, còn nghiên cứu kinh điển thì nghiên cứu sâu đấy. Vâng. Thì nghiên cứu đến các nhà học giả với các thiền sư Thích Nhất Hạnh ấy, cũng có nói, hay là một số thiền sư khác mà nói là về kinh điển tăng kiến này thì nếu không phải là, nhưng mà do một số nhà tu hành sau này họ muốn hướng nhập dân ấy, theo một pháp môn như đó, nên họ biết là cái cuốn kinh đó có chẳng hạn như kinh gì chứ, kinh gì đấy cụ thể như là còn như trong kinh kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy. Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm là báo là các A La Hán là chưa phải là các A La Hán là chưa phải là mới là đạt một cái đến một cái thanh, mà muốn tu theo đến Phật thì đến Bồ Tát là phải đi xa một đoạn nữa đấy. Nếu như là đúng rồi, cái đấy hợp lý mà đâu có ai cãi được. Cái A La Hán khác, thành Phật khác, bích chi Phật khác, rồi chánh chẳng khác khác mà đâu có phải là A La Hán như chánh chẳng khác nữa. Đức Phật không phải là một cái A La Hán, Phật cũng là một cái A La Hán. Đức Phật là một vị chánh chẳng khác, còn toàn chi cái đấy hết rồi là chánh chẳng khác, chánh chi chi bích hạnh túc, còn A La Hán kia chỉ có đạt giải thoát thế thôi, chứ không biết cái kiểu như thế. Vâng. Như trong các kinh điển của đại thừa thì họ thường nói là chỉ cần đọc một câu niệm cho tôi hiểu. Bây giờ thầy nhé, bây giờ thầy nhé. Các thầy cứ để cho họ hỏi. Thầy nói hay lắm mọi người, hôm nay thầy nói em mê luôn á. Thầy đó là rất là hay. Thầy để cho họ tìm nhà câu đi anh. Ngày mai. Dạ. Ngày thầy đã mở rồi, bây giờ để cho thầy nghỉ
hơi tí xíu. Dạ. Anh cầm mà. Xin thầy bà. Xin cho nước thôi. Cầm của em xin cho nước nha. Thầy nói rất là hay á mọi người đó. Điều sáng giờ toàn đi không à. Bây giờ mới nghe được thầy nói không đó. À giờ cũng muộn rồi cô chú ơi, xin phép dừng clip lại nha. Để cho tiền gửi liều lớn nó mưa thì đó. Em đang cố gắng quay những thực phim hay nhất, chân thực nhất, ý nghĩa nhất để cho khán giả yêu quý của em được xem ha. Trời thì mưa, bye bye nha mọi người. Cô đi xin. Các thầy thì cứ nói là mình tu năm A Di Đà Phật nhưng mà con không, con cứ theo đạo như thở mà cái lúc con cũng có chánh niệm mà nó vẫn còn của con mà nó không mặc quần trọng niệm của con mà nó vẫn có thầy. Dạ. Thế là bây giờ mình phải giữ giới cho nhiều. Ờ, rồi sống bố thí giữ giới mới tu thiền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật niệm Phật, dạ, A Di Đà Phật, giới nhiều giới thế nào cũng nghiêm chỉnh, nhiều giới luật chung mình đừng có từ bỏ giới, từ giới là định, dạ, A Di Đà Phật. Phật giới năm giới thì còn không đại chúng ta rồi ạ. Năm giới rồi tám giới, rồi giữ mười giới, càng giữ càng cao giới. Càng...